Anh nhìn rõ lửa chưa? Rõ. Có lấy thuốc lá dí vào. Không, lấy cái giấy bóng nè. Giấy bóng đâu? À, giấy bóng. À, giấy bóng gì? Đây, vừa quay vừa bóc con kính vào thông lá nha. À, thế đây nhỉ. Ta là đủ 5 phút tôi bảo nhé. Cái này nó khò môi chanh mà này khò 3 tiếng. Xong rồi dí nó không lá vào đây nó không cháy. Dí nó núng chỗ này nó không cháy. Như khò 5 phút cho tôi hiểu. Cho hẳn 6-7 phút thì... Tao nói vào 5 phút, khò 5 phút. Nó yêu cầu bôi chanh này nó sợ mình phun cái hóa chất bên ngoài, nó là hóa chất chống nóng ấy. Mình thấy quay nó nhìn rõ lửa, mình quay mà kia ra không nhìn lửa. Rõ, rõ. Ừ, như này rõ lửa luôn, luôn trong chỗ tối mình rõ lửa, ngoài không rõ lửa, đang nghĩ mình có đéo. Đầu đèn khó đỏ lên nhìn nhá, cái đầu có đèn khó nó đỏ lên. Như là sờ nó vẫn nóng nhưng nó không bỏng. Nó có 3 tiếng mà nó không châm được tôi thuốc lá. Nhưng mà có đúng cái này. Này cắt không ra phôi, cả cắt nó không ra không có lửa, nó lấy cắt và cắt không có lửa. Mấy phút rồi? Bốn phút. Bao đủ 5 phút thì bắt đầu mới tắt cò đi lấy cái kia. Nó khó như này 3 tiếng. Không biết là một cứ thế là gì rồi 3 tiếng. Có nghe dựng là thấm lên. Nó để cái thớt dưới đây. Nó sợ là nó thử xem cái thớt cháy không được chưa. Dạ, châm thuốc mà nó cháy.
bỏ cái thêm đắt thêm cò là ba tiếng tắt cò ra dí thuốc lá là không uống. Cái bình thường là cái khác không cò mẹ 3 phút thì dí thuốc lá vào châm luôn. Rồi được rồi, 5 phút rưỡi rồi. Thì là bác dí cái cứu bóng rồi đi. Dí con à. Dí vào đi. Bố đang ở nhà. Cái kia rồi bố biết rồi thôi, qua là tí bố gọi lại, bố đang bận nhá. Ok chặt thế. Không có nhăn nhúm gì nha, nào nhìn nha, không nhăn nhúm gì nha, nó tốt đẹp hơn đấy. À, không có nhăn đúng gì đâu, dí lâu lâu tí nữa không đây, nếu mà nó nhăn tí anh quay cho khác dí vào cái nhăn nhanh, sờ tay không nóng bay sờ thoải mái này. Nó nóng nhưng nó không bỏng. Chứ không phải nóng nóng, nó có nóng nhưng không bỏng. Nóng nhưng... hơi ấm ấm này. Đây, có sờ hẳn vào đây được mà. Nè, quay đi, không có bị gần gắn núm gì nhé. Nè, đi ra. Đó, thoải mái. Đợt trước tôi còn thử một cái túi bóng của cái nhà vệ sinh ấy. Nó mềm hơn cái loại này mà nó không nhăn. Không có nhăn nhúm gì nữa hả? Rồi ta đi nha. Ba cho nó dí lần nữa. Nó cứ để tư bóng đi. Máy cái này để lớn thì nó chảy ngay. Vì lớn nó chịu nhiệt độ thấp. Nha. Nhiều ông cứ bảo cho lớn thì nhiệt độ thấp. Này, bây giờ cái đầu khò nó dí rồi nó chảy luôn này. À, đầu khò nguội rồi. Nó mỏng nó nguội nhanh. Đây to này.